vườn của mình có rất nhiều khủng long nè, lớn bé, màu sắc đủ cả. Mời các bạn tham quan với mình nhé. Chú khủng long đầu tiên màu cam nổi bật và rất to lớn, có tên là T-Rex, là khủng long bọ chúa nha các bạn. Nhìn hàm răng của chú này rất to và tròn, và đôi mắt của chú này y như hòn bi ấy. Đầu của chú khá to, hai chi trước nhỏ xíu à, hai chân sau khá to và có những chiếc móng vuốt vô cùng to lớn. Chú cũng có một chiếc đuôi khá to nhưng mà ngắn ngủn à. Chú là con vật đặc biệt đây các bạn, cũng là bọn chú khổng lồ T-Rex Tyrannosaurus thì các bạn to chưa? Khủng long ăn thịt nha các bạn. Và đây là một chú khủng long bay, có hai chân và một chiếc đuôi và hai đôi cánh dang rộng. Chú có một chiếc sừng cứng và dài ở trên đầu cùng với một chiếc mỏ nhọn hoắt. Chúng thường bay lượn trên trời và săn mồi trên mặt đất. Và đây là Bezerro là các bạn, loài đang bay khổng lồ với tốc độ bay rất là nhanh luôn các bạn. Chúng thường tấn công từ xa nha. Và đây là một chú cá sấu rất to và khổng lồ nha các bạn. Chú có một chiếc đuôi khá dài, bốn, hai đôi chân rắn chắc và ngắn ngủn à. Chú có làn da màu sẫm và cứng và dài nha các bạn. Chú có hàm răng sắc nhọn nè và có cái miệng khá là dài. Chú thường sinh sống dưới nước và sắc. Oh wow, vậy chúng ta có gì đây các bạn? Đấy, một con cá sấu khổng lồ luôn nha. Đang mồi ở dưới nước nha. Và đây là một chú khủng long màu hồng, trông rất dễ thương. Có cái đầu trông rất dễ thương, tròn tròn nè các bạn. Nhưng răng chú rất sắc nè, và rất nhiều nữa. Chú có thân hình khá lực lưỡng, có bốn đôi chân to khỏe và cái đuôi khá là dài, cùng với một cái vây ở trên lưng rất là to nha các bạn, và nó có màu cam nha. Chú là loài khủng long ăn thịt nên chú rất nguy hiểm đó nha. Mặc dù nhìn chú có vẻ chậm chạp nhưng mà khi xuống nước chú bơi rất là nhanh đó nha. Đây là Bezerro các bạn, chúng ta một khủng long Bezerro khổng lồ luôn kìa. Đây là một chú khủng long ăn thịt khác, có hai cái bờm ở trên đầu nè, và hàm răng của chú rất là nhọn đều và chắc chắn. Chú có thân hình khá lực lưỡng, một chiếc đuôi dài, hai cái chân sau khá đô công nha các bạn. Chú có làn da màu xanh và xanh sẫm ở trên lưng. Chú là loài động vật ăn thịt và chuyên gia, và là chuyên gia rừng. Còn đây đi về cho đoàn khủng long của mình đây. Đây là loài khủng long khá đặc biệt, nó sẽ hình hai cái mang của nó là đe dọa khủng long mấy khủng long khác nha. Màu nha các bạn. Và đây là một chú khủng long ăn thịt khác, có thân hình khá lực lưỡng. Chú có những vệt vàng màu đen ở khắp thân mình. Chú có làn da màu xanh nha và một cái đuôi trông rất to khỏe nữa. Chú có hai chi trước khá nhỏ, hai chi sau to lớn lực lưỡng và có những móng vuốt to. Nhìn hàm răng của chú này, những cái răng to và nhọn hoắt ra. Những cái đầu trông rất đáng sợ đúng không nào? Vì đây là loài khủng long chuyên ăn thịt mà, này nghe nhìn chúng rất đáng sợ. Có chưa nghe thấy không? Đây là một con khủng long và địa bàn nó to cực kỳ luôn nha. Còn đây là một chú rồng có hai đầu nha các bạn. Khắp thân mình chú được phủ bằng một lớp vảy vàng rất dày. Và trên lưng chú có những cái gai nhọn trông rất nguy hiểm, kéo dài từ đuôi cho tới phần đầu. Chú rồng này có hai đầu nha các bạn.
Trên mỗi đầu là một cái sừng to, cứng và nhọn nha các bạn. Ở đây chúng ta có hai con rồng khổng lồ luôn kìa, không nhìn nó to chứ kìa các bạn. Và đây là chú khủng long T-Rex, khủng long bạo chúa nha các bạn. Hàm răng lợn chởn của chú này nhai hẳn ra bên ngoài luôn, to và nhọn luôn nha. Hàm răng rất chắc chắn và bộ hàm của chú cũng chắc không kém, dùng để xé xác con mồi mà. Chú có đôi mắt màu vàng và rất là nhỏ nha, cái đầu rất là bự. Ồ, hai chi trước của chú quá nhỏ xíu à, hai chi sau to khỏe và móng vuốt cứng chắc nha các bạn. Chú có một cái đuôi trông cũng mạnh mẽ không kém, thân hình chú rất rắn chắc nha các bạn. Chú là loài động vật chuyên đi rình mồi nha. Ồ, đây đi được với cả khủng long bạo chúa thiêu hết các bạn. Đấy, dịch xịn chưa vậy đó. Đấy, cuộc chiến giữa hai con khủng long này nha. Ồ, đây là một chú khủng long khác nha các bạn. Đây cũng là loài động vật chuyên đi săn mồi. Này, chú có bộ hàm chắc khỏe và những hàm và có hai hàm răng nhọn hoắt à. Đầu chú có hai cái sừng màu sẫm và có nhiều gai trên cổ và trên lưng này. Chú có hai cái chân rất chắc khỏe cùng những móng vuốt to và cứng nha các bạn. Tuy nhiên hai chi trước của chú nhỏ xíu à. Chú có làn da màu cam và nâu sẫm ở trên phần lưng nha các bạn. Ở bộ đèo Carosaurus đây các bạn. Wow, chúng ta bộ chú Caro khổng lồ như các bạn. Chỉ nó ngồi gì cả đó. Hai cái sừng của nó nhìn như cái sừng bò ấy nhỉ. Quá đẹp luôn. Và đây là chú khủng long ăn thịt khác, có làn da màu xanh sẫm cùng một cái đuôi khá là ngắn. Chú có hai chi trước trông rất mạnh mẽ. Đây, hai chi sau của chú to lớn hơn nhiều và cùng có những cái móng vuốt rất là sắc. Chú có thể di chuyển nhanh trên mặt đất. Đây, và đây là hàm răng của chú, hai hàm răng sắc nhọn. Chú có bộ hàm rất khỏe nha. Và đây là một chú siêu vét chạy rất là nhanh luôn. Giờ chúng ta một con siêu mà nó khổng lồ. Wow, nó được đặt được một con gì như vậy. Yeah hay gì đó nhỉ. Và đây là một chú gấu trúc đến từ Trung Quốc. Chú sinh sống chủ yếu ở Trung Quốc. Phần bụng và đầu của chú có màu lông màu trắng và phần chân có màu lông màu đen. Chú rất hiền lành nha. Thức ăn của chú là trúc, vì vậy chú được gọi là gấu trúc. Và đây là chú khỉ độc. Trông chú đã già lắm rồi. Lông chú xen kẽ màu trắng và màu đen nha các bạn. Chú trông rất mạnh mẽ và rất dễ tức giận, vì vậy đừng có ai lại gần chú đó nhé. Và đây là một loài khủng long ăn thực vật nha các bạn. Chúng có thân hình đồ sộ và có làn da khá cứng, nặng trịch. Chúng có làn da màu xám nha. Các loài khủng long ăn thịt không thể đụng đến chú bởi vì bộ da của chú khá là dày. Và đây chú có cái cổ thuôn dài và có cái đầu hơi nhọn. Chú là khủng long mà ăn lá cây và chuyên ăn những lá cây ở trên cao. Và đây là Avatosaurus các bạn. Đây chúng ta có một khủng long khổng lồ. Avatosaurus cực kỳ to lớn luôn kìa. Chú rất hiền nha các bạn. Và đây là chú khủng long bạo chúa Iris. Rất là mạnh mẽ và hung dữ. Chú có một chiếc đuôi khá dài và thon. Chú có những chiếc gai mọc khắp từ đuôi tới lưng và cả trên cổ nè. Đầu chú nhìn rất chi là hung dữ với những chiếc răng sắc nhọn nha. Da chú có màu xám nhạt.
hai chi trước và hai chi sau đầy những móng vuốt sắc nhọn. Hai chi sau trông rất mạnh mẽ nha các bạn. Và đây là một đứa rất các bạn. Wow, chuẩn bị có cuộc chiến giữa con khủng long này với con Spinosaurus khổng lồ luôn nha các bạn. Và đây là chú khủng long ăn thịt khác màu xanh lá cây. Có hai chi sau, móng vuốt không nhọn lắm. Hai chi trước cũng vậy, không có móng vuốt. Và có một cái đuôi khá dài nhưng hàm răng của chú này nhìn nhọn và đều. Trông rất mạnh mẽ nha các bạn. Và mặt của chú nữa nhìn rất trông rất là nguy hiểm. Chú là loài khủng long ăn thịt và thường hay đi rừng. Và đây mình có khủng long bội chúa T-Rex thì các bạn nhìn nó to chưa kìa, nó wow chạy rất là nhanh luôn vậy. Và đây một chú khủng long màu xanh dương có rất nhiều gai tua tủa trên thân mình và có bộ da khá cứng. Đây là khủng long ăn thực vật nên rất hiền nha các bạn, mặc dù bề ngoài của chú trông khá là hung dữ. Chú có bốn cái chân ngắn nên di chuyển khá chậm chạp và có cái đuôi dẹt. Chú rất hiền nhưng khi bị tấn công chú sẽ dùng. Và đây là Alkino đấy các bạn, chúng ta một con khủng long Alkino khá là to lớn luôn nha. Con này có cái lưng cực kỳ ngầu luôn các bạn, nguyên bộ giáp trên người luôn. Cái đuôi dẹt này để quất vào kẻ thù nha. Và đây là một chú khủng long màu xanh nước biển khác. Chú da chú có hai màu, màu trắng và màu xanh nha các bạn. Chú có một chiếc đuôi khá ngắn và có một cái bờm ở trên cổ và trên lưng. Chú có một cái đầu khá nhỏ nha. Chú là khủng long ăn thực vật nên không hề nguy hiểm đối với các loài. Và đây là Amaga đấy các bạn, chúng ta một con khủng long Amaga sơn rất khá là lớn luôn cái đó. Đấy, cái vây lưng vậy thôi. Đấy, có những cái gai rất là nhỏ xíu lên. Khủng long khác. Đây, và đây là khủng long bạo chúa T-Rex nha các bạn. Chú có một vết thương khá lớn ở trên lưng, chứng tỏ chú đã trải qua một cuộc chiến khá khốc liệt. Và đây chú có một chiếc đuôi thuôn dài và trông khá cứng cáp. Đầu chân sau của chú khá cứng cáp cùng với những móng vuốt đen tuyền to và nhọn hoắt nè, trông rất dữ tợn đúng không nào. Tuy nhiên hai chi trước của chú thì lại rất nhỏ, có vẻ không giúp ích gì trong việc săn mồi cả. Nhìn này, bộ răng của chú rất nhọn và đều, bộ hàm khá cứng cáp. Những con ấu tạo này giúp cho việc săn. Wow, đây là khủng long bạo chúa T-Rex các bạn. Con này nó có một cái bộ lõi nhìn rất là ngầu luôn kìa các bạn. Săn mồi của chú trở nên dễ dàng hơn. Và đây là chú khủng long màu xanh lá cây đậm, có một chiếc đuôi thun dài, hai chi trước và hai chi sau để không có móng vuốt, và có cái cổ khá là ngắn cùng cái đầu hơi tròn và cái miệng nhỏ xíu. Và chú có màu xanh lá cây. Chú là khủng long ăn thực vật nha các bạn, nên chú khá là hiền và không hề tấn công các loài khủng long khác. Đây là một chú khủng long khá là to lớn. Hai chi sau của chú chắc khỏe và có móng vuốt, tuy nhiên không nhọn cho lắm. Và hai chi trước cũng có móng vuốt nè. Nhìn hai chi trước cũng khá là khỏe đó các bạn. Tuy nhiên móng vuốt không nhọn, chứng tỏ đây là loài khủng long ăn thực vật nha các bạn. Đây, đuôi của chú khá là dài. Khắp thân thể có những nốt đỏ. Da của chú có màu vàng và trên lưng có màu xanh lá nha các bạn. Đặc biệt trên đầu chú có một cái sừng cứng và nhọn. Chú dùng ở đây là Brachiosaurus đây các bạn. Wow, chúng ta một con khủng long chia màu rồi, rất là đẹp luôn nha. Có một cái bộ vàng rất là cool. Để tấn công kẻ thù khi mình gặp nguy hiểm nha các bạn. Và đây là một chú khủng long nhìn trong khá dữ dằn, có bộ da dày và nặng,
cùng với những chiếc gai tua tủa mọc khắp trên lưng và đuôi. Chú có một chiếc bờm khá cứng bao bọc lấy phần đầu, và trên những chiếc bờm đó có những chiếc sừng màu trắng to và dài. Ngoài ra trên mũi của chú còn có một chiếc sừng khác nữa. Ồ, nhìn kìa, hai chiếc răng của chú to bằng nguyên cả cái miệng của chú luôn. Khi bị nguy hiểm, chú sẽ húc đầu vào đối phương. Stegosaur của mình đây rồi các bạn, chúng ta một con Stegosaur đó chứ các bạn. Con này có đập sừng thì rất là ngầu luôn kìa các bạn. Nhìn nó to xíu chứ. Mình chú là loài khủng long ăn thực vật nha các bạn. Và đây là một chú Nai có màu lông màu cam và vịt đen trên thân thể. Chú Nai rất hiền nhưng lại có cặp sừng to và dài. Chú là loài động vật ăn lá cây. Và đây một chú khủng long màu cam có lằn đen chạy dọc cơ thể và có cái cổ siêu dài. Chú là loài động vật ăn lá cây. Chú có thân hình khá to lớn, nặng khoảng 10 mấy tấn, và có cái đầu như đầu rắn. Chú là loài động vật ăn lá cây nên chú vào đây là Balanchine Monster các bạn ơi. Chúng ta có một con khủng long Balanchine cực kỳ ngầu luôn nha, nó to chưa kìa, rất hiện tình. Đây là chú tê giác có bộ da rất chắc chắn và cứng cáp, cùng với 4 đôi chân mạnh mẽ. Cùng với 2 đôi chân mạnh mẽ, chú có 2 chiếc sừng to và dài ở trên đầu. Khi bị tấn công, chú sẽ dùng chiếc sừng này để tấn công đối phương. Và đây là một chú khủng long cổ dài khác. Chú cũng là loài động vật ăn lá cây. Chú có thân hình khá to lớn cùng với chiếc cổ siêu dài, và đầu chú trông rất nhỏ cùng với chiếc mỏ hơi dài ra. Chú là động vật rất hiền lành, không hề gây hại cho các loài. Wow, chú có lòng là chiều to chưa? Đây là cái động vật có lòng là siêu sơ. Và khủng long khác. Đây là chú hươu cao cổ, sinh sống chủ yếu ở châu Phi. Chú có thân hình khổng lồ, cao lớn. Chú là loài động vật lớn nhất trong các loài động vật trên cạn. Chú có một lông màu vàng và có những vết thẩm sẫm màu chạy dọc cơ thể. Chú là loài động vật ăn lá cây và có 2 cái sừng ở trên đầu. Chú rất hiền lành, không có loài động vật ăn thịt nào dám đụng đến chú. Và đây là một loài khủng long cổ dài khác. Chú có màu da màu đỏ, 4 cái chân trông rất chắc chắn và cái đuôi trông rất mạnh mẽ. Chú có cái cổ thuôn dài. Chú thường ăn lá cây ở trên cao. Chú là động vật ăn lá cây nên rất hiền hòa và đàn chú không hề sắc nhọn. Và đây là một chú khủng long ăn thực vật khác. 4 chi của chú không hề có móng vuốt. Chú có một chiếc đuôi thun dài và có bộ lông màu cam. Và đai đầu của chú có một chiếc sừng to và nhọn. Chú rất hiền lành nhưng bị kẻ thù tấn công, chú sẽ dùng chiếc sừng này và quật vào. Wow, đây là Barasaurus First. Chúng ta có một con lục chiếc màu gần, các bạn nhìn nó đẹp luôn kìa. Người kẻ thù. Đây là một chú trâu trông rất già bởi vì màu lông của chú đã ngả sang màu trắng. Chú có cặp sừng khá dài và nhọn.
Khi bị kẻ thù tấn công, chú sẽ dùng cặp sừng này đâm thủng ruột đối thủ. Mặc dù vậy, chú rất hiền lành. Bình thường chú thường ăn cỏ và các loại lá cây. Và đây là một chú khủng long ăn cỏ khác. Có làn da xù xì và màu lông màu cam. Có những đốm đen ở trên lưng và đuôi. Bốn chi của chú không hề có móng vuốt. Và trên đầu chú nhô lên một cục giống như ngọn núi ở trên đầu vậy. Chú có cái miệng khá nhỏ. Chú là loài động vật ăn thực vật nên không hề gây nguy hiểm cho các loài khủng long khác. Và chiếc xe Polosolot chạy rất là nhanh luôn nha. Chúng ta có một con khủng long có cái đầu rất là dài luôn kìa các bạn. Nhìn đầu chưa kìa đó. Xịn chưa. Chú rất hiền lành nha các bạn. Và đây một chú khủng long màu hồng trông rất dễ thương. Chú có chiếc vảy ở trên lưng và rất nhiều gai ở đuôi. Tứ chi chú nhìn rất cứng cáp và mạnh mẽ. Chú có những chiếc móng vuốt nhọn hoắt. Và đây là bộ hàm của chú. Những chiếc răng lởm chởm và dài và nhọn. Cũng cái miệng của chú khá dài nha các bạn. Chú là loài động vật ăn thịt và đất. Nguy hiểm ở trong rừng. Và cuối cùng đây là một chú khủng long có ba sừng tên là Triceratops. Chú có làn da khá thô, dày và nặng. Chú có những chiếc gai tua tủa mọc dài từ lưng cho tới đuôi. Cùng với tứ chi trông rất cứng cáp và mạnh mẽ. Trên đầu chú có một cái bờm tròn che hẳn phần đầu. Chú là loài khủng long ăn thực vật, không gây nguy hiểm cho các loài khủng long khác nha các bạn. Khi bị tấn công, chú sẽ dùng hai cái sừng ở trên đầu để phản công lại đối thủ. Khủng long bò sừng chỉ sẽ là đớp nha. Wow, nhìn nó to chứ đúng vậy. Cái mỏ của chú khầm hình trông rất cứng cáp nha các bạn. Và đây là toàn bộ khủng long trong khu vườn của mình. Có rất nhiều khủng long đúng không các bạn? T-Rex này các bạn. Đây rất là nhiều khủng long luôn. À và đây nữa. Đây là loài khủng long chuyên da săn mồi. Tuy có thân hình nhỏ bé, chúng có hai hàm răng nhọn hoắt và giót nha các bạn. Đấy, chúng ta có một vài giờ đấy rất là to lớn luôn nha. Đấy, con này là khủng long bắt cá rất là giỏi luôn nha các bạn. Nhìn đầu nha. Cái miệng khá là dài. Hai tay chúng dùng để giữ con mồi lại và cái miệng dùng để xé xác con mồi nha các bạn. Và đây nữa, đây là một loài khủng long ăn thịt khác. Có những vệt vằn trên thân thể. Chúng có bộ móng vuốt rất sắc nhọn ở tứ chi và hai chi sau, trông rất mạnh mẽ. Chúng có hàm răng chắc khỏe và nhọn hoắt. Wow, và đây là Velociraptor các bạn ơi. Chúng ta có một Velociraptor khá là ngầu luôn các bạn, chạy rất là nhanh luôn kìa. Chuyên dùng để xé xác con mồi nha các bạn. Và đây là toàn bộ khủng long của mình.